một cái cái hộp. Dạ. Ok, đây là các anh chị nào đi gặp hai chụp lại cái bức hình này, có rất là nhiều những cái đạo cụ đã được thực hiện trong bộ phim. Con bạn em muốn xem ảnh như bạn nào? Hồi trước nhá. 6 giờ cô lên trường quay cô trả lời cháu, tại vì hôm đấy tự nhiên chị không phải là người take care vào cái ngày đấy, nhưng hôm đấy hôm 31 tháng 3 tiếp 1 tháng 4 luôn, cho mọi người không thể làm được nên là mọi người bảo chị nhắc mọi người bảo chị ơi thế em hẹn cô Trinh phải chụp mẹ ơi, xong rồi hôm sau lại lên làm live trên màn hình sáng hả? Cái người không râu mà có râu làm được. Trung trực. Quá sức. Tiến về gần khu vực sân khấu chính và cũng xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng. Thì thú quay ra chị đã xem.